Tiểu thuyết Tình địch của vua, tác giả Michel Chivasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Sét rơi xuống chân nữ bá tước cũng không gây ra một ấn tượng đau đớn hơn những lời này. Điên lên vì khiếp sợ và hoảng hốt, nàng nấc lên: ai đã nói với ông, ai đã cho ông biết? Không quan trọng, đã xa khinh miệt nói: tôi biết, và điều đó là đủ. Tôi nghĩ để cho bà hiểu rằng bà không có gì để hy vọng ở đây, rằng bà không có gì để làm ở đây. Vì ngay cả khi tình yêu của tôi đối với phu nhân Dechon liệm tắt, hãy chắc chắn rằng trái tim của tôi không bao giờ đi đến chỗ bà, vì sự khinh bỉ và tổm lộm không thể chia sẻ với tình bạn và tình yêu. Đó là điều mà tôi nói với bà. Và hãy cảm ơn ông trời rằng tôi không quên rằng bà là, dù sao, một người đàn bà. Còn về người đồng lõa của bà, bá tước Du Barry, ông ta sẽ không mất gì để chờ. Ông ta sẽ nhận được sự sửa trị mà ông ta xứng đáng. Nói rồi đã xa lùi lại hai bước, khoanh tay trên ngực và chờ, rất điềm tĩnh. Trong thái độ của ai đó biểu lộ ý chí của mình là đập tan một cuộc trò chuyện đè nặng lên chàng. Juliet bị đè bẹp, một cơn điên giận xâm chiếm nàng, một nỗi tuyệt vọng khôn cùng, dường như là thế bóp nghẹt nàng. Như thế mọi giấc mơ tình yêu mà nàng đã dựng nên lại đưa đến điều ấy, đến kết quả bất ngờ. Như thế tình yêu mà nàng dâng tặng đã bị xúc phạm khinh bỉ. Nàng đã đồng ý một cách vô ích với một sự đồng lõa phi lý. Nàng đã phô bày không công với sự mất mát của một tình cảnh là một giấc mơ sau nhiều năm sống khốn khó, cũng phô bày trước những đòn của một ông chủ đáng gờm và hùng mạnh. Tại sao? Để đi đến điều gì? Để thấy mình bị chế nhạo, khinh bỉ, miệt thị cực kỳ bởi con người duy nhất có giá trị mà nàng trân quý. Khi thấy mình bị khinh miệt ném vào mặt những sự thật sỉ nhục, xúc phạm hơn cả trong hiện thực u ám và đau đớn còn hơn những lời chửi rủa đẫm máu. Và chính Dasa đã ném vào nàng sự sỉ nhục và khinh bỉ. Dasa, nàng biết chàng rất rõ, và trái tim nàng rỉ máu. Một trong những nhà quý tộc hiếm hoi có quan điểm cao nhất về sự kính trọng vô hạn đối với sinh linh yếu đuối và quyến rũ là một phụ nữ. Phải chăng nàng rơi xuống quá thấp để chàng có thể đủ sức nói như nàng những lời như chàng đã nói? Phải chăng người đàn bà duy nhất trên thế gian có lẽ chịu xúc phạm, bị chàng khinh bỉ lại là nàng sao? À, khốn khổ, cho đến sự thật nghiệt ngã luôn quay lại chống nàng và tình yêu của nàng, sự nghiệt ngã mù quáng và ngớ ngẩn, chắc hẳn được sự đồng lõa của một kẻ say rượu thô lỗ. Nếu không phải say rượu, ít ra cũng vì phô trương bị xúc phạm khi thấy cuộc chinh phục mà hắn vừa làm, đã muốn một sự tình cờ không tin nổi đưa đến đúng lúc bắt gặp nàng đang hoàn thành một chuyện hổ thẹn. Nàng đã hoàn thành công việc với chính người đó, cụ thể chỉ người đó không biết nàng là ai. À, Dasa thật xui rủi. Phải nói là ý nghĩ này không đến với nàng, không thể đến với nàng, rằng từ một nguồn máy mà ông Jack là người điều khiển, khéo léo thực thi qua De Berny và De Marsay, và nàng là nạn nhân được chỉ định trước. Giờ đây, mọi chuyện đã làm xong, điều không sửa chữa được đã hình thành, không còn hy vọng, không còn mục đích nữa, hay đúng hơn một mục đích, nếu không phải là mục đích rạng ngời mà tình yêu dựa dẫm và tái sinh, mà là mục đích tối tăm và ngoằn ngoèo của hận thù và trả thù. Với hàng đàn hàng lũ những cạm bẫy nham hiểm, những điều xấu xa và ai biết, có lẽ những nỗi ân hận, giờ đây không còn gì, không còn gì ngoài những nỗi dày dò của lòng ghen tuông không kềm chế nổi, thúc đẩy những quyết định tệ hại, thúc đẩy những việc làm hạ cấp. Đó là điều mà nàng đi tới. Nói gì đây? Làm gì đây? Nàng hiểu điều đó khi thấy gương mặt lạnh giá và tư thế khinh bỉ của người mà vì chàng, nàng đã đến như một con tim tràn ngập tình yêu. Vì thế không nói gì, nàng nhanh chóng nhặt nhạnh chiếc áo choàng không tay mà nàng đã ném trên một chiếc ghế. Nàng hối hả, bỗng sốt trùm nó lên, tiến về phía cửa mà chàng không nói một lời, không phát một cử chỉ nào. Nhưng trước khi ra ngoài, nàng quay lại và bằng một giọng khàn đột mà sự tức giận và dở mộng làm cho rung lên, nàng nói: hiệp sĩ Dasa, tôi đến chìa tay cho ông. Con tim mở rộng, ông đã xô đẩy điều này và khinh bỉ điều kia được dâng tặng. Tôi đã đến với ông đưa những lời lẽ yêu thương trên môi, và ông đã trả lời tôi bằng những lời thó mạ. Ông là một người can trường, còn tôi là một người đàn bà. Tốt lắm. Tôi là một người bạn đối với ông, giờ đây là một kẻ thù ra khỏi nơi này.
Một kẻ thù ác liệt sẽ không buông tha ông, và chính ông đã muốn, rất muốn, ông hãy nói điều đó. Ông hãy coi chừng, vì tôi sẽ bất di bất dịch, tôi sẽ trả thù một cách khủng khiếp những lời xúc phạm và khinh bỉ của ông. Xui xẻo cho ông, hiệp sĩ Dasa, cho ông và cho cô ta. Cứ làm đi, hiệp sĩ nói và nhún vai, làm đi thưa phu nhân, tôi thích bệnh như thế hơn. Chúa đích thực đe dọa và hận tù hợp hơn với Juliet Baker, và trong mọi trường hợp tôn vinh tôi hơn những lời lẽ yêu đương và những trao tặng lương thiện mà bà cho tôi một cách vô liêm sỉ lúc nãy. Nàng nhìn chàng một lúc với cặp mắt bốc lửa, có một động tác đầu quả quyết như để tự nói thêm một lần nữa, ông muốn thế, được. Nàng trả lời một cách đơn giản, vĩnh biệt hiệp sĩ Dasa, tạm biệt và ra đi. Nào nào, hiệp sĩ thì thào khi còn lại một mình, giờ đây không còn thời gian để mất. Cơn điên giận này sẽ trút lên Jean, tối nay mình phải ra khỏi nơi đây. Ngay lập tức chàng ở sân thượng và quả quyết bắt đầu làm việc. Chàng hoàn thành công việc vội vã ra sao, chàng thực hiện cỗ máy nào theo sơ đồ mà Saint-Germain giao cho chàng thực hiện. Phát minh bí mật mà bá tước gán cho chàng dùng để làm gì, đó là điều mà độc giả sẽ biết tiếp sau đây. Chương 19. Thùng đựng hình vẽ. Sau khi rời khỏi đá xa, nữ bá tước hối hả lên đường trở về ngôi nhà nhỏ dưới hàng cây. Nàng đang ở trong một trạng thái kích động, không khiến nàng dễ dàng hình dung một cách lành mạnh tình cảnh mình đang chịu đựng, và còn ít hơn nữa ý thức chính xác những tình cảm thật sự mà nàng đang cảm thấy. Điều chế ngự trong nàng là nỗi kinh sợ đau đớn vì sự sụp đổ của những giấc mơ đã thu vén bấy lâu. Đó cũng là một nỗi ngạc nhiên khiếp đảm được tạo ra từ thái độ không tin nổi của viên sĩ quan nhỏ đã xua đuổi như một lời thóa mạ điều mà biết bao lãnh chúa hùng mạnh đã dồn dã chấp nhận và biết ơn, và xen vào những ý nghĩ và những tình cảm không hiểu nổi đã đánh lạc hướng nàng hoàn toàn. Những điều này chỉ là khía cạnh tình cảm, và dù nàng phải trả bằng thằng thất bại lớn, dù con tim nàng tan chảy với ý nghĩ mà người nàng yêu sẽ không bao giờ yêu nàng, đã mãi mãi mất đi đối với nàng, cũng có nhiều khía cạnh khác vật chất đã đụng chạm tới nàng trực tiếp hơn và vượt xa những khía cạnh khác, bóp nghẹt mọi khoảnh khắc yếu đuối hay độ lượng và xua đuổi mọi ý tưởng của những dự định trả thù. Lòng tự ái đã khiến nàng nhận một đòn gay gắt, và nàng không sao giải thích làm thế nào người ta có thể kháng cự lại sức quyến rũ của sắc đẹp thật sự, làm thế nào người ta có thể kháng cự nỗi khao khát được siết trong vòng tay tâm thân tuyệt diệu đang dâng hiến. Và trong nỗi tủi nhục sâu sắc vì thất bại này, nàng đi đến chỗ tin rằng mình xấu. Mặt khác, môi trường đặc biệt mà nàng đã sống đã xóa nhòa trong nàng cảm quan về sự tế nhị. Nàng không thể hiểu tại sao và làm thế nào một thanh niên 20 tuổi, nghèo, không có tài sản nào khác ngoài thanh kiếm, lại từ chối những gì nàng trao tặng, giống làm lóa mắt những kẻ giàu hơn, chán giường hơn và có địa vị cao hơn chàng. Nàng tự hỏi một cách chân thành, liệu đã xa có điên không hay chàng là một số phận bị phu nhân đi cho ném ra. Và cuối cùng, trên tất cả những điều đó, hiệp sĩ có vẻ được thông tin một cách đáng ngưỡng mộ về nàng, và điều đó còn nghiêm trọng hơn những điều còn lại, vì không một giây phút nào nàng nghĩ sẽ từ chối nhà vua. Tình yêu ở nàng đi đôi với tham vọng, mà nàng không thể nói điều nào trong hai tình cảm mạnh hơn trong trường hợp nàng phải chọn lựa. Kiến thức trong quá khứ của nàng hãy còn rất gần, mà đã xa sở hữu làm cho nàng lo lắng mơ hồ cho tương lai vì nhà vua, đồng thời nàng bực tức và xấu hổ cho hiện tại. Hình dung câu hỏi theo quan điểm này, rõ ràng đã xa là một mối nguy hiểm sống đối với nàng, từ đó đưa đến kết luận phải xóa bỏ nguy hiểm. Chỉ có một bước, bước đó nàng có vượt qua được không? Đó là điều mà nàng tự hỏi chính mình, không phải không lo lắng. Và ở đây hai tình cảm mà chúng ta đã nói đến đang tranh đấu, tình yêu và tham vọng. Tình cảm nào sẽ thắng? Dưới đòn tủi nhục mới đây và của thất bại đau đớn, dường như nàng không do dự và sẽ hy sinh không thương tiếc tình yêu cho tham vọng. Nhưng quyết định này có được nàng khẳng định sau khi sự bình tĩnh quay lại với nàng chăng? Đó là điều mà nàng không biết nói thế nào. Lúc này nàng chỉ mơ đến việc trả thù. Trái tim nàng bị sỉ nhục sâu sắc, bị bóp nghẽn trong một cơn ghen hung hãn, dường như vỡ nát mãi mãi. Tình yêu bỏ trốn, bị người kia đánh không thương xót, ngay cả đó là một đối tượng, một mình nỗi hận thù giờ đây chiếm lĩnh nàng hoàn toàn. Cũng như người đã xô đẩy khinh miệt, đánh vào tình yêu của nàng, nàng cũng xô đẩy mọi lòng thương hại,
lấy hận thù đáp trả lòng khinh bỉ, đến lượt mình đánh một cách hung hãn vào quyền lợi. Vì thiếu mọi tình cảm khác, chỉ quy cho nàng một cách khẩn cấp phải tỏ ra khắc nghiệt. Đó là điều mà nàng tự nhủ, tự kích động thành hận thù. Trong khi nàng trở lại nhà mình, tưởng đã tự thuyết phục được mình, nàng gặm nhấm hàng đống dự định trả thù mà nạn nhân đầu tiên luôn là San, tình địch mà nàng căm ghét. Có phải tình yêu của nàng đã nhường chỗ cho lòng thù hận? Không phải, chắc chắn rồi. Nhưng nàng cứ tưởng là vậy và không ý thức được là chỉ một sự kích thích đã hướng dẫn nàng. Lúc này nàng bóp nghẹt tình địch trong chính đôi tay của mình. Nếu nàng gặp nàng ta, nàng sẽ mù quáng đánh đá xa lấy chàng xen vào giữa nàng và tình địch đó. Cũng thế, về sau này, sau vài ngày điềm tĩnh và suy nghĩ, thì mọi sự kích động này cuối cùng có dịu lại. Đó là những điều mà chắc hẳn tương lai sẽ cho chúng ta biết. Nàng về nhà mình trong tâm trạng ấy, Nicole dồn giả quanh nàng với một nhiệt tình đạo đức giả, nhanh nhẹn thay đồ và mặc đồ cho nàng, vừa nham hiểm lấy thông tin về kết quả chuyến chạy trọt và quan sát nét mặt biến đổi của chủ, dáng vẻ buồn bã và hung hăng của người mà con có nhiệm vụ chanh chừng khi phục vụ nàng. Phu nhân có thành công không? Hai người mà bà bảo vệ có thể cho nhau thông tin không? Rizet muốn dùng bạo lực buộc cô gái này im miệng. Cô ta cứ ám ảnh nàng bằng những lời ba qua như gà, nhưng nàng suy nghĩ rằng phải giải thích với cô ta, nếu không phải là những lời cảm ơn. Dù sao cô hầu phòng cũng đã giúp nàng, và không phải là lỗi của cô ta nếu nàng đã thất bại. Rồi liệu sau này nàng có cần một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ quan tâm của cô gái này không? Vậy nên nàng kềm lại và trả lời, không, em gái của ta, ta đã thất bại một cách nhục nhã. Nàng cay đắng nói và nghĩ đến Dasa. À, những thanh niên đáng thương, thật đáng tiếc. Vậy ông Đồ Mạc Xe không xử lý được à? Chà, con người xấu xa, em đã báo trước với phu nhân những đòi hỏi của ông Nam Tước này mà. Một tên đồi bại, Nam Tước đó, em nghĩ rằng phu nhân không bao giờ đồng ý với những đòi hỏi như của tên làng ông đó. Nhưng thật đáng tiếc cho hai người yêu nhau. Nghe đến tên của Đồ Mạc Xe, mắt của nữ bá tước ném ra một tia chớp ngờ vực về phía cô tỳ nữ. Chịu đựng thật tốt ánh mắt của bà chủ mà cô nói ra một cách ngẫu nhiên, không biết chính xác. Ông Jack đã cho nàng một bài học phải lặp lại, không đi sâu vào những lời giải thích như người ta vẫn nghĩ. Mai thai việc phục sức cho nữ bá tước đã chấm dứt và nàng có thể rời khỏi cô tỳ nữ sau khi cho cô ta để cảm ơn việc phục vụ một chiếc nhẫn nạm đá quý đáng giá 2 hoặc 3 ngàn livres và Nicole cầm lấy, phản đối dữ dội vì lòng tận tụy và những lời cảm ơn rối rít. Tuy nhiên cô gái tham lam nghĩ riêng một mình rằng ông tiểu thị dân ở đường hẻm rời xa qua rộng lượng hơn. Cuối cùng Nicole rút lui để nữ bá tước tự do suy nghĩ đến sự trả thù mà nàng rút ra từ sự đụng độ với hiệp sĩ, điều mà lúc này là ý nghĩ cố định của nàng. Rất lâu nàng dựng lên những kế hoạch rồi lại lần lượt phá đi, khóc vì những giọt lệ nóng hổi mà nàng không thể nói đó là sự đau đớn hay hổ thẹn làm cho nàng khóc như thế. Thình lình mắt nàng nhìn chăm chú vào chiếc thùng giấy đựng hình vẽ đặt trên một món đồ gỗ. Thấy chiếc thùng ấy gợi cho nàng nhớ đến bức chân dung của hiệp sĩ mà nàng đã vẽ theo trí nhớ. Và đồng thời, nàng cũng nhớ tới những lời của ông Jack gợi cho nàng ý gán bức vẽ này cho phu nhân Dechon để kết thúc việc làm cho nàng tiêu đời trong tâm trí nhà vua. Nàng đứng dậy cầm bức chân dung của hiệp sĩ cũng như chiếc thùng chứa hình vẽ của San, bắt đầu nghiên cứu những chữ cái giả lại sức đơn giản giấu ở góc trang của vài bức vẽ. Cho đến ngày nay, nàng đã do dự chỉ cho nhà vua thấy những bức vẽ và bức chân dung này, nhưng người ta đã khuyên nàng không phải vì mùa màng muốn tha cho phu nhân đi chôn, không phải cách này khiến cho nàng ghê tởm, chỉ đơn giản vì sợ nhà vua trút cơn giận lên đầu người mẫu cũng như họa sĩ nên nàng đã dừng lại. Giờ đây nàng trở lại với cách này ở ngay tầm tay mình và nàng tự nhủ mình chỉ cần bắt chước chữ si mà nàng có ngay dưới mắt mình để cái thùng và bức chân dung dưới mắt nhà vua kích động sự ghen tuông đến điên cuồng. Và chẳng bao lâu, nhờ chiến thuật này, nàng có thể sẽ được báo thù khỏi thái độ khinh bỉ của Dasa, thoát khỏi con bé Dechon mãi mãi. Phải, rất đơn giản và rất dễ. Tuy nhiên nàng do dự, nàng có ký tên không hay nàng không ký? Đó là câu hỏi mà nàng đặt ra khi lần lượt ngắm bức chân dung của hiệp sĩ và chữ ký của tình địch. Nàng không biết nên quyết định như thế nào và chắc chắn vẫn còn phân vân rất lâu nếu Nicole không đột ngột vào để nói, thưa phu nhân, vẫn là ông tiểu thị dân ngày nọ, xin có vinh dự được đón tiếp. Ông Jack, đó là ông Jack.
Con quỷ đó đến đây làm gì trong giây phút tột cùng này? Đó là câu hỏi mà nàng bật ra. Nếu nàng cấm cửa thì sao? Nhưng không, không thể được. Dù sao ông ta vẫn cứ vào. Nàng nhẫn nhục một cách thụ động, ra hiệu mời ông ta vào. Chỉ là lần này, nàng không nghĩ một phút giây nào đến việc giấu bức chân dung của Dasa mà nàng cầm trên tay. Và nàng khăng khăng giữ như một thách thức. Nếu ông sát vào, đóng vai một thương buôn lành nghề mà nàng ông gán cho chính mình, với vẻ thận trọng quen thuộc, rồi khi ông đã chắc chắn không có cái tai không kín đáo nào trong tầm giọng nói của mình, ông nói dễ dẻ ngọt ngào đầy tình cha con, vậy thì con của ta, con đã hài lòng về khao khát của mình chưa? Con đã ra ngoài vào những ngày này như con thèm muốn chưa? Vừa nói, ông vừa quan sát chăm chú thiếu phụ, như thể câu trả lời mà nàng sắp thốt ra có một tầm quan trọng lớn trong mắt ông. Người phụ nữ trong cơn khủng hoảng đáng sợ mà nàng đang chịu đựng, không hề nghĩ đến việc nói dối, và bằng một cái lắc đầu mệt mỏi, nàng ra hiệu là có. Cái lắc đầu này, vẻ buồn chán và nặng trĩu của Juliet, cặp mắt nàng vẫn còn sưng phồng vì nước mắt. Tất cả những điều đó chắc hẳn có một lý do thầm kín mà ông rất yêu thích, vì đến phiên ông có một cử chỉ hài lòng, mà không thể nói sự hài lòng này đến từ tình trạng thảm não mà ông nhìn thấy ở nàng, và chắc hẳn phù hợp với mong muốn của ông, hay đơn giản áp dụng cho chính câu trả lời. Nhẹ nhàng lắc đầu, dốc cạn nhiều lần trong hộp thuốc lá mà ông mở ra và đóng lại bằng một cử chỉ máy móc. Ông nói tiếp, luôn vẫn dịu dàng, bà Tuc de Paris đã nhận được lệnh giới thiệu con ở triều đình. Sự giới thiệu này sẽ diễn ra không ngừng, chắc hẳn chính nhà vua sẽ nói với con vào đêm nay. Vậy là cuối cùng con đã được đảm bảo về chiến thắng quyết định. Con sẽ ra khỏi cái nhà tù này đang đè nặng lên con. Con sắp được tự do, giàu có, hùng mạnh. Con sẽ ngự trị như một bà hoàng ở triều đình này, triều đình sáng chói nhất châu Âu. Cuối cùng con đã chạm tới việc thực hiện giấc mơ của mình, con của ta. Và kết quả lóa mắt này là nhờ trí thông minh, nghị lực và nhất là lòng kiên nhẫn mà ta không ngừng thuyết giáo cho con. Con thấy rằng mọi thứ đều đúng lúc như người biết chờ đợi, và ta trân trọng điều ta đã hứa. Vậy con sẽ được hạnh phúc như con nghe đấy. Nữ bá tước có một tia chớp vui mừng, nhưng chỉ thế thôi. Nàng vẫn câm lặng, có bề ngoài hững hờ khi nghe tin này, mà nếu đến một ngày trước đó sẽ khiến nàng vui ngất ngây. Không thể nào không ấn tượng trước sự nặng trĩu và vẻ mặt hững hờ này. Ông sẽ hiểu và nói để khuyến khích. Nhưng con sao vậy con của ta? Con có vẻ buồn, lo âu. Tin tức mà ta mang đến cho con lại khiến con hững hờ. Con có bệnh không? Có chuyện gì đã xảy đến cho con không? Thật vậy, Juliet buồn bã trả lời. Có một bất hạnh xảy ra với con, một bất hạnh rất lớn. À, chúa tôi, ông sắc nói như vẻ hờ hững hoàn hảo. Có phải là em gái của con không? Juliet rắc đầu nói không. Tốt, nhân vật bí hiểm nói tiếp, bình thản. Vậy ta thấy đó là gì rồi? Con đã ra ngoài, con đã nói với ta, con đã đến gặp Dasa, chàng hiệu sĩ nhỏ bé tỏ ra khó chịu. Anh ta đã đuổi con, có lẽ vậy. Điều đó đã được biết trước, con của ta. Con đang qua xúc động phức tạp vì bị tên hiệu sĩ nhỏ nhoi không có giận hội đó đánh vào. Tủi nhục, đau đớn, nổi loạn, giận dữ, ghen tuông, thù hận. Ta còn biết gì nữa? Điều đó sẽ dịu lại thôi, con của ta.